Sếp xin chào quý vị. Trước mặt mình đây là chiếc xe Winner X 2020 của một vị khách hàng chơi rất là chất, độ một cặp trời sáng Kenzo X100 ha. Đó, rất là đặc biệt hiện tại. Bonnet Audi có tính năng đổi màu theo nhịp số, làm công tắc tắt mở đèn. Rất là nhiều các bạn, ổ khóa Smart Key nữa các bạn ha. Rất là nhiều tính năng. Rồi hiện tại là LED Audi nè, mình thử lên trước nè các bạn. Ok, em nhấp số 1 em ơi. Hiện tại đang N số 1 màu xanh dương nè các bạn ha. Rất là chất luôn. Chiếc xe Winner X 2020 này đặc biệt là trong hãng không có màu sơn này các bạn nha. Khách hàng người ta mua về người ta sơn lên màu này rất là chất ha. Rồi màu tem này cũng hiện tại là cũng là ảnh cũng thiết kế luôn các bạn. Rồi ok. Công tắc tắt mở đèn của xe Winner X 2020 này mình đã làm thêm công tắc các bạn nha. Zin nó xem đề máy là sáng hoài các bạn. Rồi ok, em mở đèn chiếu sáng đi em. Rồi, bắt xin em, bắt xin. Ok ha, bắt xin nè các bạn. Ok, rất là ấy ha. Rồi ok. Rồi tắt chế độ ấy em. Rồi. Đó. Bonnet Audi có tính năng đổi màu theo nhịp số thì các bạn cũng đã biết mình đã làm rất là nhiều xe cho Winner X này, nó rất là tiện lợi ha. Nó không giống như những cái xi nhan mà G các bạn, xi nhan G là xi nhan con rùa nè, rất là nhiều xi nhan nó nằm bên hông như thế này. Mở xi nhan người ta sẽ không thấy rõ các bạn. Thì với đặc điểm của Bonnet Audi hình chữ Y này á thì nó sẽ xi nhan trên đây luôn, người ta nhìn rất là rõ, nhìn khi đối diện nha các bạn. Ok em. Hiện tại đang màu xanh dương nè các bạn. Rồi em mở xi nhan cho em ơi. Xi nhan rất là rõ, mình bao các bạn là thì bên mình LED mình là bảo hành cho các bạn là 3 năm. Đó, nhan ra màu vàng đặc trưng luôn các bạn ha. Công an người ta sẽ không bắt lỗi mình về đồ xi nhan màu vàng, rất là thấy rõ ràng luôn các bạn, nhìn thấy đằng trước, nhìn thấy đằng trước rất là rõ ràng nhan bên hông. Rồi, ok. Em ơi, em tắt nhan và đổi màu tiếp rồi. Số 2. Số 2 màu tím hồng cánh sen nha. Rồi ok, thứ hai tím hồng cánh sen này rất là chất luôn, ở ngoài nhìn cái màu sẽ rực rỡ hơn các bạn ha. Ở trong video thì mình quay phim thì không có được rực lắm. Rồi ok em. Số 3 em ơi. Số 3 màu xanh lá nè các bạn. Đó, số 3 nè, số 4 em. Số 4 màu xanh ngọc. Rồi số 5 em ơi. Rồi số 5 màu đỏ. Rồi em mở cho đồ cốt luôn, mở đồ cốt đèn trời sáng. Đó, ok. Rồi cặp đèn trời sáng X100 này của Kenzo thì chất lượng thì khỏi phải bàn rồi các bạn, bảo hành 1 năm lận ha. Với giá trị thì nó tầm khoảng 1 triệu 2 một cặp các bạn nha. Chưa có bao gồm công lắp đặt ha. Ok. Độ sáng cho ga cực kỳ tốt và không có chói mắt người đi ngược chiều các bạn ha. Ok, rất là mình đánh giá rất là cao về thẩm mỹ khi lắp đặt cho xe này. Ok. Code và pha rất là ok. Hiện tại thì chưa có video thử ban đêm thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với mình, kết bạn Zalo mình số điện thoại này. Mình sẽ gửi cái video test thực tế ban đêm cho các bạn xem ha. Em ơi, số mấy vậy? Số 5, số 6 đi em. Nó số 6 màu trắng đặc trưng nè các bạn. Cái màu sắc này các bạn yên tâm, các bạn có thể đặt mặc định được là như các bạn nha. Mặc định là được ha. Không có thể, nói chung là mình mặc định màu được. LED bên mình thì bảo hành 3 năm, khác với những nơi làm khác các bạn nha. Đặc biệt là ánh đèn cho ga là nguyên 100% luôn bạn, không có cản đâu sáng ha. Ha, anh này dán mấy cái hình rất là ngầu ha. Rồi ok em. Rồi em mặc nhanh coi. Đó, nhanh màu vàng ra sáng các bạn. Rồi em tắt mi ra, tắt mi mở nhanh coi. Đó, nhanh vẫn màu vàng nha. Rất là sáng luôn các bạn nha, ở ngoài rất là sáng luôn. Những xe lưu thông đằng trước mà người ta đi đằng trước qua để nhìn thấy mình xi nhan qua đường rồi rất là thấy rõ ràng luôn các bạn. Rồi ok, mở đèn mi lên. Rồi nhấp số lại luôn. Đó, nhấp nhẹ rồi nữa em. Đó, ok nữa em. Rồi quá chất luôn các bạn. Cặp trời sáng này để đi đường tối rất là ok các bạn nha. Để chỉnh vừa rồi, không có cấn thuộc. Rồi bây giờ mình sẽ quay vòng quanh chiếc xe để mình xem chiếc xe này nó của anh này chơi rất là chất nha. Đó. Rồi. Xe rất là chất ha. Chỉ là mới độ sơ sơ thôi các bạn nha. Mới độ sơ là vàng nhựa thôi đó, vàng ngoài thôi, vàng áo thôi, ổ khóa Smart Key zin luôn ha. Đó, tắt này các bạn thấy không? Ok ha. Rồi. Rồi, ok quá chất luôn các bạn. Cái màu màu áo, màu màu
sắt này á cực kỳ nổi bật luôn ha. Rồi anh trai hứa là sẽ quay lại làm tiếp những cái món đồ chơi tiếp. Các bạn nào làm xin liên hệ cái shop mình nha, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, số điện thoại là 0346669686, hoặc các bạn liên hệ số điện thoại này để các bạn Zalo với mình ha. Địa chỉ 234 Bình Long thì mình đã chuyển qua đường Phan Anh luôn nhé các bạn, 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều ha. Quá chất luôn, màu vàng chanh nha. Rồi ok.